Man City hoàn tất việc ký hợp đồng với siêu tài năng trẻ sẽ là cập nhật của bản tin Man City ngày 2 tháng 1. Bên cạnh đó sẽ là một số tin tức đáng chú ý xoay quanh câu lạc bộ trong 24 giờ qua. Chào mừng các bạn đã trở lại với Man City Homies và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Man City hoàn tất việc ký hợp đồng với Claudio Echeverri. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City và River Plate đã đạt được thỏa thuận về Echeverri. The Citizen sẽ trả 22 triệu bảng cho cầu thủ trẻ này, nhưng anh sẽ ở lại River Plate cho đến tháng 12 năm 2024 trước khi gia nhập đội bóng nước Anh. Hợp đồng của Echeverri với các nhà đương kim vô địch Premier League có thời hạn 6 năm. Anh sẽ là cầu thủ người Argentina và River Plate thứ hai gia nhập Man City sau Julian Alvarez. Cầu thủ 17 tuổi này mới chỉ ra sân 4 lần cho River Plate mùa này, nhưng đã thi đấu xuất sắc ở FIFA U17 World Cup vừa kết thúc. Anh ghi 5 bàn trong giải đấu để đứng thứ hai trên bảng xếp hạng vua phá lưới. Sau giải đấu trên, Echeverri là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Cả Inter Milan, Juventus và AC Milan đều quan tâm đến cầu thủ trẻ này. Ngoài ra còn có cả Barcelona và Real Madrid nữa. Tuy nhiên, Man City đã đánh bại các đối thủ để đạt được thỏa thuận với River Plate cho cầu thủ này. Việc ký hợp đồng với Claudio Echeverri sẽ tạo ra một tương lai đầy hứa hẹn cho Man City khi The Citizen vẫn đang sở hữu nhiều ngôi sao trẻ xuất sắc như Bicard Hamilton và Oscar Bock. Man City Homies cũng đã có một video phân tích sâu sắc về cầu thủ trẻ người Argentina. Anh chị em nào quan tâm có thể xem qua nhé. Daniel Acker tiết lộ lý do không đến Man City. Hậu vệ người Đan Mạch, 39 tuổi, đã trở thành cái tên được yêu thích trong suốt 8 năm gắn bó với đội bóng Merseyside và là một phần của đội hình đã tiến rất gần đến trước vô địch Premier League trong mùa giải 2013-14 dưới thời Brendan Rodgers. Acker quay trở lại câu lạc bộ cũ của mình, Brøndby, ngay sau nỗi thất vọng vì bỏ lỡ danh hiệu. Nhưng anh đã suýt rời Liverpool vào năm 2012 và chính một trong những đối thủ lớn nhất của Lữ Đoàn Đỏ đã theo đuổi hậu vệ này. Khi hợp đồng của Acker sắp hết hạn, cả Manchester City và Barcelona đều theo đuổi chữ ký của anh, nhưng anh chưa bao giờ quyết định gia nhập đối thủ trong nước của Liverpool. Phát biểu trên Andromis Podcast, Acker nói rằng: "Đó là một điều kỳ lạ, tôi nhớ tôi đã được đề nghị cho tất cả những điều này và câu lạc bộ hỏi tôi sẽ làm gì và tôi nói, nếu các bạn muốn tôi ở đây, tôi sẽ ở lại. Nếu các bạn không muốn tôi, nếu bạn không coi tôi là một phần trong tương lai của bạn, thì tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên ra đi vì tôi muốn chơi bóng nhiều hơn. Tôi đã nói, nếu muốn bán tôi sẽ tới Barcelona, nếu không tôi sẽ không đi. Và một lời đề nghị khác đến từ Man City cao hơn và cảm giác của tôi là câu lạc bộ muốn tôi đi vì hồi đó có rất nhiều tiền. Tôi nói, không có cơ hội để tôi đến đó, vì vậy tốt nhất hãy dừng lại ngay bây giờ." Man City giành nhiều điểm nhất trong năm 2023. Man City đứng đầu danh sách các câu lạc bộ giành nhiều điểm nhất trong năm giải hàng đầu châu Âu. Cụ thể, thầy trò Pep Guardiola đã 93 điểm qua 39 trận, vượt trội so với các đội còn lại. Thành tích này giúp Man City vô địch ngoại hạng Anh lần thứ 3 liên tiếp và hiện đang đứng thứ 3 ngoại hạng Anh 2023-24 với 40 điểm sau 19 vòng. Atlético và Barca đứng thứ 2, mỗi đội được 88 điểm. Thầy trò Xavi vô địch La Liga mùa trước, Atlético chỉ về thứ 3 kém Barca 11 điểm. Tuy nhiên, nếu tính riêng năm 2023, thầy trò Diego Simeone đạt phong độ cao. Họ đang đứng thứ 3 La Liga với 38 điểm bằng Barca nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Inter Milan đứng thứ 4 với 87 điểm. Đây là thống kê khá bất ngờ bởi thầy trò Simone Inzaghi chỉ về thứ 3 Serie A mùa trước, giành 72 điểm, kém đầu bảng Napoli tới 18 điểm. Á quân Champions League thậm chí trải qua giai đoạn tồi tệ mùa trước. Từ tháng 2 tới tháng 5, họ thua 6 trong 8 trận và chỉ thắng 1 trong số đó. Tuy nhiên, Inter Milan đang chơi tốt mùa này. Họ bước vào năm mới trên đỉnh bảng với 45 điểm sau 18 trận. Đứng sau Inter Milan là Real và Aston Villa với 85 điểm. Villa xuất hiện trong danh sách này có lẽ là một bất ngờ lớn. Mùa trước, đội bóng Anh còn chơi phập phù dưới sự chỉ đạo của Steven Gerrard, nhưng họ lột xác từ khi bổ nhiệm Unai Emery. Trong bảng tổng kết năm 2022, Villa chỉ đứng thứ 12 với 41 điểm, không bằng một nửa so với những gì họ giành được vào năm 2023.
Phản ứng của Jack Grealish sau vụ cướp kinh hoàng. Ngôi sao Man City nói anh và gia đình trải qua quãng thời gian thực sự kinh khủng khi bị tấn công cuối tuần trước. Tôi không thể lý giải hết sự bàng hoàng cũng như lo lắng của mình về vụ trộm tại nhà tôi vài ngày trước, Jack Grealish chia sẻ trên trang cá nhân. Gia đình là cả thế giới với tôi và không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn cho họ. Đây là trải nghiệm thật tồi tệ. Hôm 28 tháng 12, khoảng 10 người thân của Grealish có mặt ở căn biệt thự của cầu thủ theo dõi trận đấu giữa Man City và Everton thuộc vòng 19 Premier League. Một băng cướp đột nhập ngay lúc gia đình tiền vệ người Anh đang tụ tập lấy đi một số đồng hồ và trang sức có tổng trị giá lên đến 1 triệu bảng. Ở thời điểm đó, hôn thê là Sasha Atwood, bố mẹ, bà, hai chị gái và anh trai của Grealish cực kỳ lo sợ. Họ tìm chỗ ẩn náu và gọi điện cầu cứu cảnh sát. Grealish khẳng định anh rất biết ơn vì không ai bị thương. Truyền thông Anh tiết lộ nhóm tội phạm kể trên chọn đúng thời điểm Grealish đang thi đấu để ra tay. Ngay cả khi gia đình cầu thủ không trực tiếp đến sân xem trận đấu, dành thời gian ở nhà để xem qua truyền hình, băng đạo trích này vẫn giữ nguyên kế hoạch, sau đó ra tay một cách táo tợn. Vụ việc xảy ra với Grealish tiếp tục là hồi chuông cảnh báo với các ngôi sao Premier League. Hơn một năm trở lại đây, những cầu thủ triệu phú của ngoại hạng Anh liên tục trở thành đối tượng bị tội phạm nhắm đến. Hôm 18 tháng 12, nhà của Kevin De Bruyne cũng bị đột nhập.